Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lục địa tăng cường đã suy yếu và lệch về phía đông, sau sẽ suy yếu dần, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, với nền nhiệt độ các nơi đều giảm nhẹ, còn độ ẩm tăng. Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày hôm nay tại các nơi trong tỉnh phổ biến từ 25 cho đến 26 độ, độ ẩm từ 70 đến 75%. Đêm nay, một khối không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta. Trên khu vực tỉnh, từ gần sáng mai 3 tháng 1, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, sau sẽ ổn định, kết hợp với vùng hội tụ gió yếu trên mực là 1.500m, khiến cho nền nhiệt sẽ hạ xuống, chấm dứt chuỗi ngày nắng ấm tuần qua. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 thổi vào, sẽ gây mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, trời chuyển rét. Bản tin xin được tiếp tục với thông tin thời tiết 3 vùng trong tỉnh. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, trời chuyển rét, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 với nền nhiệt từ 17 cho đến 20 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, trời rét, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nền nhiệt từ 18 cho đến 21 độ. Còn vùng đồng bằng, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, trời chuyển rét, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, với nền nhiệt từ 18 cho đến 21 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin, như thường lệ, là thông tin thời tiết 3 ngày tới.